8. Anh bỏ tôi ra. Anh làm gì đó? Cô Lục, cô đã uống cả buổi tối rồi đó. Thấy đủ thì dừng đi, được không? Mà kệ tôi. Tôi gọi anh tới là để anh uống rượu với tôi. Anh là đồ định hót. Anh chẳng hiểu gì hết. Anh có biết chị tôi không? Biết Lục Dân không? Đương nhiên là tôi biết rồi. Biết hả? Biết chị ấy đẹp hơn tôi nghìn lần, vạn lần không? Anh có biết chị ấy là nữ thần ở trong lòng tôi không? Anh không còn cơ hội gặp lại chị ấy nữa đâu. Vĩnh viễn cũng không gặp lại được đâu. Chị tôi làm quá dứt khoát rồi. Uống đi chứ. Tài xế Lâm, nếu như cô còn uống nữa, tôi sẽ về nói với ba cô. Không sao, uống rượu với tôi. Đợi tôi ở đây, tôi đi thanh toán, sau đó đưa cô về nhà. Mất hứng. Anh đẹp trai, có một mình thôi à? Lật quen chút đi, kết bạn WeChat nhé. Giờ anh tự do quá nhỉ? Hai cô, tránh xa người này một chút. Đây là anh rể của tôi. Các người ai lại gần anh ta là người xui xẻo đó biết không? Kéo tôi làm gì chứ? Em đến với ai vậy? Anh kệ tôi. Anh ở đây làm gì chứ? Vui lắm nhỉ? Anh biết hôm nay là ngày gì không? Anh ở đây uống rượu à? Em sai rồi. Để anh đưa em về. Tôi không uống say. Hôm nay là ngày giỗ chị tôi mà anh ở đây uống rượu vui vẻ vậy. Có phải anh quên Lục Dân là ai không? Em cũng muốn uống rượu không? Tôi không uống. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em đâu. Có phải anh đã quên Lục Dân là ai không? Hà Tây Á, tôi nói cho anh biết. Anh là một thằng cặn bã. Anh là một thằng cặn bã. Anh là một thằng cặn bã. Từ đầu đến chân. Sao anh có thể quên chị ấy chứ? Sao anh có thể như vậy chứ? Tức quá đi mà. Lục bạn, xin lỗi nhé. Lão Hà, hai người tới cùng nhau sao? Quen nhau à? Chăm sóc tốt cho cô ấy. Quả nhiên đồ cặn bã thường đi cùng đồ cặn bã. Bỏ tôi ra, tôi còn chưa chịu đủ đâu. Anh bỏ tôi ra. Sao anh thích lo chuyện bao đồng vậy? Cô Lục, đừng quá đáng quá. Tôi quá đáng. Tôi quá đáng. Là Hà Tây Á quá đáng. Chị tôi không sống khỏe mạnh. Sao anh ta vừa cầu hôn thì chị của tôi liền đi chứ? Cho nên là anh ta quá đáng. Anh có biết, lẽ ra anh ta và chị tôi là một cặp vô cùng hạnh phúc. Nếu như chị tôi vẫn còn sống, hai người họ có lẽ đã có con luôn rồi. Nhưng mà chính tại vì cái tên Hà Tây Á mà anh quen đó, tôi không còn được gặp chị của tôi nữa rồi. Người chị gái ưu tú như vậy của tôi, chị ấy có thể sẽ là người thừa kế ưu tú nhất của nhà tôi. Anh có biết không? Nhưng cô như thế này, ngoài việc khiến bản thân đau buồn khổ sở ra thì còn có thể làm gì chứ? Còn có thể làm gì? Chị tôi đi rồi. Tôi nhìn thấy anh ta là thấy ghét. Tôi cứ muốn chửi anh ta, cứ muốn làm khó anh ta đó. Tôi đưa cô về nhà. Anh bỏ tôi ra.
Chị Trương, chết một tay. Chạm tôi, chạm tôi. Làm sao thế này? Chết Tiểu Lục, dìu bạn bạn lên nghỉ ngơi đi. Cẩn thận đó. Lâm Thanh à, bây giờ có rất nhiều chuyện bạn bạn không nói với tôi nữa. Có phải ở công ty nó không được thoải mái không? Chuyện của chị nó khiến nó bị đả kích rất lớn. Hay là cậu sắp xếp cho nó về Hàn Duệ trước? Thực ra tôi lại thấy sếp Tiểu Lục làm việc ở Duy Nhất rất tốt. Hơn nữa tôi có thể nhìn ra được cô ấy cũng thật lòng thích công ty đó, thích công việc đó. Còn quen được không ít bạn. Bạn? Tính cách của nó như vậy, có thể kết bạn nhanh như vậy sao? Thực ra cô Lục chỉ là nhìn bề ngoài bướng bỉnh, nhưng bên trong rất có duyên với mọi người, cũng rất hòa hợp. Mấy hôm trước hình như tôi nhìn thấy cô ấy cùng đi ăn lẩu với mấy người bạn thân, rất là vui. Vậy sao? Được, vậy cứ cho nó lăn lộn đi. Chỉ có điều cậu phải vất vả một chút, để tâm đến nó nhiều hơn. Đây là việc tôi nên làm mà, ngài yên tâm. Nếu không còn việc gì nữa, ngài nghỉ ngơi sớm đi. Cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi. Alo, 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 lão Hà, đã lúc nào rồi? Cậu còn chơi trò mất tích vậy? Nói chuyện gì? Cậu còn dám hỏi chuyện gì? Sáng có cuộc họp, cậu ở đâu? Hơn nữa, buổi tiếp khách buổi trưa để hẹn sẵn 2 tuần trước rồi. Gánh được giúp cậu thì tôi đã gánh rồi, từ chối được giúp cậu thì tôi đã từ chối rồi. Buổi gặp mặt bạn cùng trường vào buổi chiều, cậu liệu mà tới đi. Gặp mặt bạn cùng trường? Sao vậy hả? Tối qua cậu uống say đến mất trí à?
Đừng để cuối cùng bạn cô đơn một mình, không có ai dọn xác cho. Đã để các chị đợi lâu rồi, đã lâu không gặp, khách sáo rồi. Chớp mắt cái đã bao năm, chúng ta không gặp nhau rồi. Đúng đó, có buổi gặp mặt bạn bè thế này, cùng gắn kết tình cảm với nhau, đúng chứ? Đúng vậy, chúng ta nói chuyện sau nhé. Được. Đến rồi à? Hôm qua không uống say chứ? Tôi vẫn ổn. Lục Mạn thì sao? Lục Mạn uống say quá. Sau đó thì sao? Sau đó tôi đưa cô ấy về nhà. Còn cậu? Cậu kể tôi thế nào? Khoan đã, tình huống gì vậy? Hẹn đi uống rượu không nói với tôi phải không? Im miệng. Tôi nói hai cậu lúc đầu lập nghiệp, cậu theo chủ nghĩa triệt để, cậu còn theo chủ nghĩa bảo thủ. Lý tưởng quan điểm không giống nhau, không có ai đúng ai sai cả. Lâm Thanh có thể là không chịu nổi áp lực, đúng chứ? Trước cỡ trước hạn cũng không có vấn đề gì. Hai người cứ như con nít vậy, không ai chịu mở lời trước, sợ mất đi sĩ diện đúng không? Chẳng phải tối qua nói chuyện rồi sao? Còn nói gì nữa kia? Không phải hai người hẹn uống rượu phải gọi cả tôi? Mỗi người có một chí hướng riêng mà. Được rồi, cậu nói chuyện rồi đó. Lát nữa nói chuyện sao? Thế nào? Hay lúc nào đó? Đi chơi PA gì đó, lúc đó cũng được. Chào anh. Anh là Du Diễu phải không? Là tôi đây. Chào anh, tôi là sinh viên khoa 6 KY. Tôi tên Hà Tê Á. Vì lúc trước ở trường tôi nghe nói anh là người nổi bật trong số các sinh viên tốt nghiệp. Hân hạnh, quá khen rồi. Người học hành kinh tế như chúng tôi là những con người dạng năng, nhìn thì chỗ nào cũng cần tới, trên thực tế thì chẳng ai cần đến. Không giống những người y học các cậu, mỗi ngành đều có lĩnh vực chuyên môn. Cậu biết không, trong buổi gặp mặt bạn bè cùng trường này, có hai kiểu người được chào đón nhất: thầy cô và bác sĩ như các cậu. Cậu nghĩ mà xem, con cái nhà ai mà chẳng có học tập, con cái nhà ai mà chẳng có lúc đau đầu nhức ốc. Tôi cũng chuyển ngành rồi. Tôi cùng một người bạn mở một công ty nghiên cứu phát triển sản phẩm chăm sóc da. Vừa hay có một vài ý tưởng mới, đang tìm nhà đầu tư đến tham gia buổi gặp mặt này xem có cơ hội hay không. Quá trùng hợp rồi, coi như cậu tìm đúng người rồi. Tôi đây không có tài gì, vừa hay kinh doanh một công ty đầu tư tài chính. Đúng, thật ngại quá, tôi... Đàn em có dự án nào tốt, có thể nói chuyện với nhau. Cậu yên tâm, chúng ta là bạn cùng trường, tin tưởng được. Nếu anh đã thể hiện rõ thành ý với tôi, vậy nhất định phải tìm cơ hội hợp tác. Nhưng có một điều tôi trao đổi, cậu phải giới thiệu cho tôi làm quen vài người bạn chuyên gia bác sĩ đó. Đời người, nơi đâu cũng là nguy hiểm, để có thể mà phòng bị. Nào, đàn em, đúng vậy, hân hạnh. Ai đây, cậu có quen à? Hình như tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi. Trước đây. Nè, hôm khác cùng uống với nhau đi. Được. Cậu về chuẩn bị một bản tài liệu công ty, sau đó tìm hiểu người tên Du Diễu này và cả đầu tư hoàn nghiệp của anh ta. Nói cho tôi biết tình hình của anh ta. Được, tôi vào đó thêm vài câu với Lâm Thanh. Đi chơi đi. Nào, các vị, ngẩng đầu lên một chút, đối diện thực tế một chút, vạch trọng điểm. Nào, nhìn thấy được biểu đồ xinh đẹp này chưa? Nó vẫn đang đi xuống. Cũng tại vì cái màn hình này không đủ lớn. Nếu nó to hơn một tí nữa, vậy tiếp tục đi xuống, đến tận tàu điện ngầm rồi. Vậy bây giờ vấn đề là ở đây, việc tuyên truyền vẫn đang được tiến hành theo sát. Mọi phương diện đã được hoàn thành phối hợp. Vậy tại sao lượng tiêu thụ của mặt nạ giả mạng lại có tình hình tệ hại như vậy chứ? Các chị, ai cho tôi một lời giải thích? Cô đừng nhìn tôi nữa, người cần phải giải thích nhất là cô đó, quản lý Ngô. Từ sau khi ra mắt, mặt nạ giả mạng đều có độ hài lòng của khách hàng cao hơn những sản phẩm khác. Tôi cũng đã nói chuyện với bên nhãn mạng rồi. Chúng ta muốn cùng đẩy mạnh mức độ quảng bá. Việc chúng ta làm đó là định vị chính xác KOL, khách hàng tiềm năng của chúng ta là dân văn phòng có khả năng tiêu dùng nhất định. Việc chúng ta nên cần tìm là một trainer có fan của nhóm người này. Xin lỗi, quản lý Ngô, cô đang dạy tôi cách làm sao? Tôi cần đó là kết quả. Kết quả được chứ, xếp tiêu. Việc đề cần có thời gian, chúng ta cần gây dựng một tên tuổi, sau đó chúng ta mập lại nơi đến vấn đề danh tiếng với tôi rồi.
rồi. Tôi chỉ muốn hỏi kết luận cô rút từ đâu ra vậy? Tôi dựa trên phân tích số liệu gần đây của bộ phận marketing. Được được được, các vị nghe thấy chưa? Số liệu. Còn là số liệu trước đây. Nếu như số liệu của bộ phận marketing có thể phản hồi mọi thứ, thì cần bộ phận kinh doanh của chúng ta làm gì? Ngô U, tôi hỏi cô, tình hình thực tế của tuyến đầu, cô nắm được bao nhiêu? Đường dây phản hồi của khách hàng, cô tự mình tham gia được bao nhiêu? Lấy dài số liệu bộ phận marketing và dám ở đây bàn việc bên trên giấy với tôi. Tôi nói cho cô biết, ở bộ phận kinh doanh của tiêu tướng Tú này, chiêu này không được dùng. Nhưng số liệu của bộ phận marketing mà tôi nhận được là tài liệu điều tra thực tế. Chúng ta cũng không thể, ngay cả số liệu của công ty cũng nghi ngờ chứ. Không phải tôi đang nghi ngờ, quản lý Ngô. Tôi thấy cô nói không đúng. Phân tích của bộ phận marketing lấy số liệu và lý thuyết làm căn bản, còn bộ phận kinh doanh chúng ta quan trọng thực tế là chiến đấu. Tri kỷ nha, tiếp tục đi. Ra tuyến đầu, có được tài liệu thực tế, tìm ra phương án giải quyết. Tôi đồng ý, nhưng tôi cần có thời gian. Cố lên, đầu óc rõ ràng, làm đúng vấn đề. Đây chính là kết quả mà do tôi đích thân đào tạo ra. Tôi xem mạng mạng mới đến được bao lâu? Cách biệt giữa hai người lớn thế nào? Suy nghĩ đi. Quản lý Ngô, được rồi, hạng mục này cứ để cô tiếp tục phụ trách. Nhưng tôi chỉ có một yêu cầu, tôi muốn trong thời gian ngắn nhất nhìn thấy được biểu đồ này, đi lên cho tôi. Đi lên, cô hiểu chứ? Tan hợp. Mạng mạng, cô chờ một chút. Xếp tiêu, tìm tôi làm muốn sắp xếp công việc cho tôi sao? Không có gì, không có gì. Phải rồi mạng mạng. Cô biết tôi vì chuyện chuyển cô làm chính thức mà tốn bao nhiêu công sức không? Tình hình cụ thể thế nào tôi không rõ lắm, nhưng tôi biết chắc chắn anh đã giúp tôi không ít. Được, hiểu rõ là được. Tôi thích cô gái trong lòng hiểu rõ. Xin tiêu yên tâm, công sở có quy tắc của công sở. Tôi biết tôi sẽ không đứng về phía sai đâu. Người thông minh, tôi nói thêm cho cô biết tình hình nội bộ. Theo ý cách trên, thực ra bộ phận kinh doanh của marketing chỉ cần một giám đốc là đủ rồi. Có nghĩa là giữa tôi và sếp tiền chỉ cần giữ một người. Vậy sao? Đúng vậy. Cô mới đến nên không hiểu cho lắm. Chuyện này ở công ty chúng ta gần như là ai ai cũng biết hết rồi. Sau đó tôi còn muốn nói cho cô biết. Cô biết tôi đó. Tôi và sếp Vàng lăn lộn mười mấy năm đi đến ngày hôm nay. Vậy nên tình hình của tôi, cô hiểu đó. Nhưng mà xếp tiền thì cơ hội khá nhỏ bé. Cậu ấy có khả năng là một bước lên trời, cũng có khả năng là một bước xuống đất. Cậu ấy à, tôi sợ con gái các cô thường bị tình cảm chi phối. Xếp tiêu, anh yên tâm. Tôi biết anh lo ngại điều gì, sợ tôi làm việc theo tình cảm. Nhưng lục bạn tôi trước giờ có gì nói đó. Cậu giới, lúc tôi mới vào công ty, xếp tiền cũng không thích tôi cho lắm. Vậy nên vấn đề chọn phe mà anh lo lắng không tồn tại với tôi. Vậy thì tốt. Không còn gì nữa, đi làm việc đi. Thú vị đó. Chứ tiêu tìm cô nói gì? Không gây khó dễ cho cô chứ? Anh ta thì gây khó dễ gì cho tôi được? Chỉ là muốn khéo tôi tìm người về phe thôi. Vậy nên lúc nãy trong cuộc họp, cô nhắm vào tôi một cách rõ rệt là vì không muốn để anh ta nghĩ chúng ta liên kết với nhau, để tránh chúng ta trở thành mối họa bên cạnh anh ta, đúng không? Tôi nói cô nghe, điều đại kỵ thứ hai trong công sở chính là cấm kỵ kéo bè kéo cánh. Cho dù hai chúng ta có riêng tư, có thân thiết cách mấy, thì bề ngoài cũng phải ranh giới và lập trường. Hiểu. Việc đích thân điều tra nghiên cứu, lúc nãy trong cuộc họp tiêu tuấn tú rõ ràng là muốn làm khó cô. Cô không cần phải để bụng làm gì. Số liệu của bộ phận marketing không phải là không dùng được. Có điều anh ta nói cũng không sai. Không có thực tiễn thì không có quyền phát ngôn. Nếu lượng tiêu thụ mặt nạ nhãn mạ không tăng lên được thật, thì tôi phải nghĩ cách khác thôi. Cố lên. Ròn đó, cay quá. Lâm Thanh, ở đây. Làm cho cậu ấy một ly giống của tôi. Sao hôm nay nghĩ đến tìm tôi vậy? Tôi cảm ơn. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, đã lâu rồi ba chúng ta không chơi bida. Nhưng cơ hội này chúng ta cùng chơi, ôm lại chuyện cũ. Ba chúng ta, cậu cũng chơi bida sao? Không phải, Tam kiếm khách ngày xưa. Cậu đã nói rồi, là Tam kiếm khách ngày xưa.
Tôi thấy bây giờ cậu với lão Hà nên lập thành một đội mới đi, đúng chứ? Vì mà quyền binh nhị lão, đầu đà mập, đầu đà gầy, tiêu giao nhị tiên, thiên địa song kiếm, không được nữa thì quan minh tự xã hôn sự không được lắm. Sao cậu nhỏ nhen như vậy? Lúc trước chỉ là quan điểm lập nghiệp khác nhau mà thôi. Cậu thực sự tính cả đời này đến chết không qua lại à? Huống hồ gì cậu xem, chẳng phải lão Hà đến rồi đó thôi. Không được may mắn. Người đó là Du Diễu sao? Xích Du, cậu quen à? Sao lão Hà lại ở cùng anh ta? Công ty chúng tôi đang tìm nhà đầu tư. Thì đấy, lão Hà là có tính toán. Giỏi quá. Đàn em đã nhường rồi. Quá thật, rất giỏi. Tôi đây cũng không có sở thích gì, chỉ thích chơi bi-a. Chơi bi-a giúp phát triển đầu óc. Đúng vậy, tôi cũng vậy. Quan trọng là lúc thư giãn còn có thể bàn bạc công việc. Đề án của Nhã Mạn các cậu tôi đã xem qua rồi, làm tốt lắm, có ý tưởng. Đàn em quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Cảm ơn. Vì Xích Du, anh cân nhắc thế nào về việc đầu tư cho Nhã Mạn chúng tôi? Là như thế này, công ty thích đầu tư vào những doanh nghiệp có tầm xa. Công nghệ sinh học quả thực cũng là ngành công nghiệp rất có tiềm năng phát triển ở thời đại. Công ty của các cậu chỉ cần vận hành cho tốt, tuyệt đối có thể lên sàn giao dịch chứng khoán. Cá nhân tôi thiên về bỏ cho cậu một phiếu. Cảm ơn anh. Xích Du, Xích Du, đáng thật à. Xin chào, xin chào. Chào anh, chào anh. Anh quen biết tôi sao? Tất nhiên rồi. Người cầm lái tiếng tăm lừng lẫy của đầu tư quay kia, Du Diễu, Xích Du, muốn không biết cũng khó. Có phải cậu nhầm rồi không? Công ty của Xích Du là đầu tư Hoàng Diệp. Lão Hà, điểm này thì tôi phải nói với cậu rồi. Muốn tìm Xích Du đầu tư thì cậu phải công tác chuẩn bị trước. Cái gì bà Hồng Diệp, Lục Diệp, Xích Du à? Người cầm lái của đầu tư quay trade không phải Xích Du thì làm gì có quay trade quy hoàng như ngày hôm nay. Cậu, cái này thì cậu cũng không hiểu à? Tôi còn chút việc, hôm khác lại nói chuyện nhé. Không chơi thêm chút nữa sao, Xích Du? Được, được, được. Vậy, vậy, bữa khác tôi đến chỗ thăm anh nhé, Xích Du. Có ý gì vậy? Sao hả? Cậu nói xem. Cố ý à? Tôi làm hỏng việc của cậu rồi phải không? Vậy, 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 rất xin lỗi. Rất xin lỗi nhé. Thế này được gọi là xin lỗi sao? Đúng, không chấp nhận. Bởi vì cậu cố tình. Bây giờ cậu chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là cậu chơi với tôi một ván, hoặc là hai chúng ta đấu tay đôi. Chơi một ván. Thằng khốn. Đây thật sự là kỳ phùng địch thủ. Công ty cũ của Du Diễu tên là đầu tư quay xoay. Trước đây rất nhiều công ty nhỏ tìm công ty họ đầu tư đều bị anh ta nâng cao giá, lấy đó làm bàn đạp, cuối cùng phát động công khai. Tiếp đến nhờ vào danh nghĩa phát triển công ty, cài người của mình vào công ty, làm CEO, chia nhỏ cổ phần của người sáng lập, đá người sáng lập ra ngoài, cuối cùng chiếm lấy công ty này làm của mình. Du Diệu và các cậu nhìn thấy hiện giờ rất có danh tiếng trong giới đầu tư, là một nhà đầu tư rất thành đạt. Nhưng tôi tin thủ đoạn của anh ta chỉ ngày càng dơ bẩn hơn thôi. Sao tôi lại không nhìn ra được chứ? Thứ nhất, những người sáng lập bị đá đi đó nhất định không muốn chia sẻ chuyện này với mọi người, bởi vì chẳng dễ dàng gì mất thể diện. Thứ hai, đám người Du Diệu làm việc đúng là rất kín kẽ, hoàn toàn không để lại bất kỳ chứng cứ nào. Cho nên muốn vạch trần chuyện của họ, thu hút sự chú ý của người trong ngành, e là cần nhiều thời gian hơn, cũng cần nhiều người bị hại hơn. Tất nhiên, nếu như Xếp Hà muốn thử, muốn nhường lại Giang Sơn mà mình vất vả gây dựng cho người khác, lấy đó để nhắc nhở các đồng nghiệp cùng ngành,
để cảnh cáo họ thì cũng được, rất vĩ đại. À thì vẫn nên phải cảm ơn Lâm Thanh đã nhắc nhở. Nếu không phải đói, làm việc khó khăn gì, cha con anh em vẫn là trên hết. Vào những lúc quan trọng vẫn có thể nhìn ra tình cảm nhỉ, đúng không lão Hà? Trò giặc này tôi không nhìn ra được sao? Chỉ là đóng kịch cùng anh mà thôi. Phải, không có gì có thể gạt được cậu. Nhưng như vậy chẳng phải là mất công hay sao? Tôi thấy chuyện này phải cảm ơn Lâm Thanh tử tế. Tôi có đề nghị như thế này, lát nữa chúng ta đi uống rượu đi. Tôi thấy đề nghị của cậu rất hay. Tìm hiểu bối cảnh là do cậu làm, mà cậu làm kiểu như vậy hả? Muốn mời phải không? Cậu mời đi. Uống gì? Whisky Mạch Gia đơn cất 30 năm. Lên lịch. Tôi lên lịch. Việc này sao lại là tôi lên lịch chứ? Vậy tôi thấy hai cậu nên đến chết không qua lại thì hơn. Nãy ai nói tam kiếm học khách chứ? Bây giờ lại đến chết không qua lại rồi. Cậu ấy nói cậu à? Cậu ấy muốn nói lập riêng một đội với cậu. Đội gì vậy? Xin lỗi, lúc nãy tôi hơi manh động. Quang Minh Tả Hữu Sự, tôi gợi ý cho cậu ấy cũng được lắm. Cậu và Dương Tiêu à? Không dám nhận. Đầu đà mập, đầu đà gầy, vẫn là Tiêu Giao Nhị Tiên thì hơn. Được đó. Xếp Dương, xếp Điền, cô ngồi trước đi. Tôi không ngồi lại đâu. Có chuyện gì nói luôn đi. Xếp cái này trước đi. Thư tố cáo. Thăng tiến nhờ gian sắc, dùng quyền hạn mưu đồ lợi ích riêng, làm hỏng hình tượng duy nhất. Người viết lá thư này chắc chắn là xem nhiều mấy tin lá cải rồi. Bị chuyện quá xa thực tế. Cô xem cái này đi. Cho dù là nó xa thực tế thì tấm ảnh này khiến người khác không nghĩ được sao? Chúng ta không quản được người khác nghĩ nhiều. Gia Nhất à, biển người đáng sợ. Tôi nghĩ chắc chắn cô hiểu đạo lý này. Cô ngồi trước đi. Gia Nhất, cô là giám đốc trẻ tuổi nhất tính đến giờ ở trong tập đoàn, có hy vọng thăng tiến trở thành ứng cử viên cho chức phó tổng giám đốc. Chuyện của Tú Tú đã cực kỳ ồn ào, rất bất lợi với cô. Tôi biết chuyện của Tú Tú đúng là quá ồn ào, nhưng lẽ nào mọi người chưa từng nghĩ cô ta có thể làm ồn ào như vậy? Có khi nào có người khác sai khiến? Sẽ không có ai như vậy đâu. Những tấm ảnh này, người chụp ảnh là Tú Tú dẫn đầu. Ba chuyện này rất dễ khiến cho mọi người liên tưởng lại với nhau. Chỉ trách cô bị đã kích trả thù. Chúng công sự chính là vi diệu như vậy đó. Theo như chị nói thì bị đặt sinh sự, người ngược lại có thể rút lui an toàn, nghiêm khắc đối với cấp dưới, trở thành bị đá kích trả thù. Môi trường công sở duy nhất chúng ta trở nên chơi bẩn như vậy từ lúc nào chứ? Cô vẫn còn trẻ, không hiểu duy nhất như vậy, ở đây cũng vậy. Cô xem đi, cô còn trẻ như vậy để lên làm giám đốc, vậy họ chúc mừng nhiều hay là ganh tị nhiều đây? Cô có nhiều điểm tốt, chỉ có một khuyết điểm đã có thể khiến cô luôn đứng lên đầu sóng ngọn gió. Tôi có khuyết điểm gì? Phụ nữ nhiều tuổi chưa kết hôn độc thân. Đây thì là khuyết điểm gì chứ? Việc này đối với công ty mà nói chẳng phải là chuyện tốt sao? Tôi sẽ không xin nghỉ đẻ mà làm dở dự án của công ty, cũng sẽ không gì đến bệnh viện với ba mẹ chồng mà thường xuyên xin nghỉ không tăng ca, lại càng không gì chăm con mà phân tán sức lực tâm trí, không gánh được việc lớn. Những điều này tôi đều đã từng trải qua. Xin lỗi nhé sếp Dương, tôi không có ý nhằm ám chỉ chị. Chỉ là tôi không hiểu, một người chỉ biết tăng ca thì chẳng thèm yêu đương như tôi, rõ ràng là ưu thế, tại sao lại thành độc thân có tội? Rốt cuộc là chúng công sở muốn phụ nữ chúng tôi như thế nào? Hay là nói chúng công sở căn bản không cần đến phụ nữ? Chưa kết hôn, chưa sinh con được gọi là nhân tố không ổn định trong thị trường nhân lực. Ngược lại, những phụ nữ kết hôn rồi, có con rồi, càng được chào đón. Gia Nhất à, cô trẻ tuổi xinh đẹp, sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn. Công ty cũng không thể đào tạo cô, tốn bao nhiêu công sức, cứ như vậy mà lãng phí vô ích. Đây chính là điểm tồn tại nguy cơ. Vậy thì công ty hoàn toàn có thể yên tâm, bởi vì tôi không hề có ý định kết hôn. Cô lấy gì để đảm bảo? Bây giờ cô còn trẻ có thể cứng biện, đến khi một độ tuổi nhất định sẽ có khả năng thay đổi đó. Vậy nên hôm nay Xích Dương thay mặt công ty đến dục tôi kết hôn sao? Tôi không rảnh lo chuyện của cô. Có điều tôi cho cô một lời khuyên. Con người đối với việc bình không giới tới sẽ ngưỡng mộ, cũng sẽ ganh tị. Cô tưởng rằng họ nghĩ cô thăng tiến và bản lĩnh sao? Họ cũng sẽ nghĩ không công bằng.
Dựa vào đâu cô lên được mà họ không thể? Cho nên nói, khi cấp trên phụ nữ độc thân với đàn ông độc thân với nhau, khó tránh khỏi bàn ra tán vào. Công ty chúng ta có một quy định bất thành văn, không được phép yêu đương trong công ty. Nhìn các cô hiện giờ đi, làm xôn xao hết cả lên, đã ảnh hưởng đến danh tiếng công ty rồi. Tôi không ngờ mình không kết hôn lại ảnh hưởng đến công ty như vậy. Thư tố cáo này đã truyền đến bộ phận này của tôi rồi, tôi cũng không thể nào bỏ mặc không lo. Lần này tôi có thể tạm ém nó đi, phải xem lần này cô làm thế nào rồi. Người nhiều chuyện luôn có rất nhiều chuyện. Những người viết thư này liệu có viết tiếp không? Điều này thì tôi không biết rồi. Tôi hiểu rồi. Mang Ngọc mà mắc tội. Nói tóm lại, nếu như tôi vẫn còn trạng thái như bây giờ thì tôi phải cuốn gói rời khỏi đây phải không? Gia Nhất à, công ty không hề kỳ thị phụ nữ độc thân nhiều tuổi, nhưng mà sợ còn không phải kỳ thị. Điều công ty đó là phụ nữ chưa kết hôn, chưa sinh con, nhân tố không ổn định chốn công sở. Là phụ nữ đã kết hôn, vì sinh con và mấy chuyện giặt giảnh ở nhà ảnh hưởng công việc phải không? Vậy nên bây giờ tôi không những phải nghĩ cách kết hôn, sau khi kết hôn còn phải qua chỗ chị viết một bản cam kết không sinh con, không nghỉ phép ít nhất 5 năm. Đây cũng là vì không còn cách nào khác. Tôi còn muốn nhấn mạnh một chút, tôi vào công ty làm 8 năm rồi, chưa từng xin nghỉ phép. Chỉ là kết hôn thôi mà, có khó gì đâu chứ. Mình không tin đó. Đến một người đàn ông tạm bợ cũng không có. Tâm Duyệt Đạt, cô Tiền, ai bảo anh Tiền đến đây? Chị Tiền, xin lỗi, anh này nói có quen biết chị, còn nói có giao tình liên quan đến tính mạng của chị. Anh nói linh tinh, ai nói liên quan đến tính mạng anh ta chứ. Anh đi đi, có chuyện gì giờ tôi tan làm rồi thì đối chuyện qua điện thoại. Tôi đã nói mà, làm gì có chuyện có đàn ông đến tìm cô ấy chứ. Đúng đó, nữ ma đầu sao có thể có người đến tìm chứ. Tôi đã nói mà. Lâm Diệp Đạt, đừng anh một chút nhé. Nếu như anh có chuyện muốn nói với tôi thì ngoan ngoãn đi theo tôi. Hả? Cái gì? Đưa tay đây. Đi. Nè, thế này không hay đâu. Tôi nói nè cô Tiền, như thế này không hay lắm đâu. Trời ạ, trăm năm khó gặp cha, đi rồi. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Xác nhận tổn thất rồi. Đội cảnh sát giao thông báo cho chúng ta đính ký một bản thỏa thuận. Tôi mới nghĩ cô không có xe, tôi cũng ở gần đây, tôi chờ cô tan làm rồi đón cô đi qua đó. Anh nói xem, đàn ông như anh làm gì có thể mạnh mẽ chút không? Nếu như thế này người khác sẽ tưởng rằng tôi là bà cô vô lại, không muốn chịu trách nhiệm đó. Không phải, cô Tiền, tôi thực sự không có ý này.
Tôi nghĩ tại lần này tôi cũng có trách nhiệm mà. Ký thỏa thuận sớm là để sửa xe xong sớm, như vậy cô không rắc rối nữa. Xe ở đâu? Ở bên đường. Không sao, tôi chờ cô. Tôi chờ cô tan làm. Được, vậy anh ở bên đường chờ tôi một lát. Lát nữa tôi qua đó tìm anh. Cô Tiên, hôm nay tôi đã rửa xe rồi. Tôi xịt khuẩn giúp cô rồi. Có phải anh điều tra tôi không? Không hề. Tôi thấy cô khá thích sạch sẽ. Thói quen này rất tốt đó. Xin lỗi nhé, mùi xịt khuẩn hơi nồng. Cảm ơn. Lúc nãy xin lỗi anh nhé, đã lợi dụng anh. Không sao. Được người khác lợi dụng là vinh hạnh của tôi. Sao vậy? Có phải người tôi dính thứ gì rồi không? Anh bao nhiêu tuổi? Cả tuổi mụ là 35. Bình thường hút thuốc, uống rượu không? Không hút thuốc, không uống rượu. Nhưng thỉnh thoảng có lúc đi tiếp khách cũng có uống một chút. Sao anh không đeo nhẫn cưới? Tôi còn chưa kết hôn. Hiện tại tôi chưa có bạn gái. Anh lấy xe đi. Tôi cao 1m85. Cao đó. Cũng tạm. Cô còn muốn biết gì? Tôi đều có thể nói cho cô biết. Lái xe cho cẩn thận. Cầm lấy ô mà che nè. Vậy anh thì sao? Tôi có xe. Cảm ơn anh. Khoan đã, tôi phải trả. Ô cho anh kiểu gì? Không cần, một cái ô thôi mà. Không được, ngô ô tôi hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, đều nói chữ nghĩa, bắt buộc phải trả lại. Có danh thiếp không? Cảm ơn nhé. Không có gì. Thời buổi này vẫn còn nhiều người tốt. Tốt quá, gặp được anh.
đúng là may mắn quá đi thôi. Gặp lại được anh ở đây, anh làm ơn thương tôi với, đưa tôi về nhà với. Nhưng lịch trình của tôi không phải về nhà. Không sao, kiểu gì anh chẳng phải về nhà. Cô chắc không? Tôi đi đâu cô đi đó hả? Ok. Chỗ quái nào đây? Tôi lạnh. Hà Tây Á, tôi nói cho anh biết, tuy trước đây chúng ta đúng là có chút ân oán nhỏ, nhưng cũng không phải là thâm thù đại hận gì đó chứ. Anh đưa tôi đến nơi hẻo lánh thế này, tuyệt đối đừng có nhăm nhe gì đến nhan sắc của tôi đó.